Sáng ngày 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các đồng hương nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố. Về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành. Trong không khí ấm cúng, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi về kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đạt được trong năm qua, với 100% chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so nghị quyết đề ra. Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 năm đại dịch COVID-19, Hội đã làm cầu nối để đưa người dân Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh về quê nhà cùng địa phương chống dịch hiệu quả. Những suất học bổng được trao tại buổi họp mặt đã tạo động lực cho sinh viên Tây Ninh nêu cao quyết tâm học thành tài trở về góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Đối với em thì sự quan tâm của Hội đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh là một sự quan tâm đó là kịp thời và có giúp phần em có một cuộc sống tốt hơn khi mà sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn, học tập tốt và tốt nghiệp đúng hạn để có thể trở về quê hương để cống hiến cho quê hương của mình. Em Nguyễn Hoài My, sinh viên Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, một sinh viên khuyết tật, học một lúc 2 khoa trong cùng một trường là cả một sự nỗ lực. Do đó, học bổng rất có ý nghĩa với em.